Công an huyện Đức Trọng cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố nhóm 6 bị can để điều tra về tội gây rối trực tự công cộng tại một quán ăn trên địa bàn. Trước đó khoảng 19h30 phút ngày 6 tháng 4, ông Trần Sường Phấn, 49 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa cùng gia đình và một số người bạn đến quán tám lúa để ăn tối do bức xúc từ trước về việc ông phấn bị đánh bà nguyễn thị úc liên vợ ông phấn thấy nhân viên phục vụ đánh ông phấn hôm trước nên đã có hành vi dùng tay đánh lại nhân viên đó lúc này những người đi cùng ông phấn lao vào đánh đấm nhóm nhân viên phục vụ của quán sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường xác minh làm việc với các đối tượng liên quan tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trực tự công cộng căn cứ tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đất trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng khởi tố bị can đối với bà liên và năm đối tượng đi cùng để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật